Chào mừng bạn đến với kênh Khoa học và Tâm linh. Khoa học và Tâm linh chúc các bạn có những giây phút thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Cùng với đó bạn sẽ được khám phá thêm những video hữu ích từ kênh của chúng tôi. Hôm nay, Khoa học và Tâm linh xin gửi đến bạn một câu chuyện. Các thiên thạch chứa khoáng chất đặc biệt không có trên trái đất. Sau khi phân tích cẩn thận một thiên thạch, các nhà khoa học đã xác định một loại khoáng chất trong đó không có trên trái đất. Với sự gia tăng thông tin về sao hỏa trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu ước tính rằng khoáng chất này có khả năng là vật liệu chính cấu thành nên lớp mẫn ti của sao hỏa. Theo Epoch Times, thiên thạch này rơi xuống Tô Châu, Hồ Bắc vào tháng 4 năm 1986. Nghiên cứu ước tính nó có lịch sử khoảng 4,5 tỷ năm, ban đầu là một mảnh thiên thể bị va chạm bởi một tiểu hành tinh dưới nhiệt độ cao và áp suất cao. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng nhiệt độ và áp suất mà tảng đá này sẽ chịu đựng trong quá trình va chạm tương tự như môi trường nằm sâu trong lớp vỏ trái đất. Sau đó, nó va chạm với các mảnh thiên thạch khác và cuối cùng rơi xuống trái đất. Nghiên cứu được công bố gần đây cho thấy có một loại khoáng chất rất đặc biệt trong thiên thạch này, trong đó tỷ lệ magie so với sắt rất cao, phù hợp với suy đoán lý thuyết của các nhà khoa học là thành phần khoáng chất chính của sao hỏa. Mặc dù các nhà khoa học vẫn chưa hiểu được thành phần chính xác của lớp mẫn ti trên sao hỏa, nhưng dựa trên dữ liệu địa chấn trên sao hỏa do tàu thám hiểm Mars Rover InSight gửi về, các nhà khoa học tin rằng sao hỏa có mật độ dày đặc hơn trái đất. Các nhà khoa học tin rằng sao hỏa chủ yếu được cấu tạo bởi các khoáng chất có chứa nồng độ cao các nguyên tố nặng như magie và sắt. Theo tỷ lệ giữa nồng độ các nguyên tố nặng suy ra từ dữ liệu, không có khoáng chất nào trên trái đất đáp ứng được tỷ lệ này. Tuy nhiên, các khoáng chất mới được phát hiện từ thiên thạch này trong nghiên cứu này gần như hoàn toàn phù hợp với tỷ lệ này. Một trong những nhà nghiên cứu chính, Luca Bindi, một nhà nghiên cứu tại Đại học Florence, Ý, cho biết khoáng chất này chưa bao giờ được tìm thấy trên trái đất. Chúng tôi tin rằng nó hoàn toàn phù hợp với suy đoán lý thuyết về thành phần chính của lớp phủ sao hỏa và là một ứng cử viên lý tưởng. Ủy ban về khoáng sản mới, danh pháp và phân loại của Hiệp hội Khoáng vật học quốc tế, CNMNC, đã thông qua kết quả nghiên cứu và phân tích này chính thức xếp loại khoáng chất này vào loại khoáng chất mới. Nó được đặt tên là El-Gorsite theo tên của Ahmed El-Goresi, một chuyên gia nhận dạng thiên thạch người Ai Cập. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí ACS Earth and Space Chemistry vào ngày 22 tháng 7 năm 2021. Bạn thân mến, Khoa học và Tâm linh cùng các bạn vừa tìm hiểu xong video về các thiên thạch chứa khoáng chất đặc biệt không có trên trái đất. Nếu thấy video hay và hữu ích, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like, share video lên các trang mạng xã hội để video được lan tỏa đến với nhiều người hơn nữa, cũng như để lại cảm xúc của bạn sau khi xem xong video và đừng quên ấn đăng ký kênh Khoa học và Tâm linh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video hấp dẫn tiếp theo.